Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vị Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành buổi chiều ít chung hôm thứ Tư 18 tháng Giêng để giải thích về ý nghĩa của tuần cầu nguyện đặc biệt cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Trong vòng hơn 100 năm qua, tuần lễ từ ngày 18 tháng Giêng đến 25 tháng Giêng được dành làm tuần cầu nguyện đặc biệt cho sự hiệp nhất Kitô giáo với sự tham dự của giáo hội Công giáo và các hệ phái Kitô. Tại Roma, cộng đoàn quốc tế Benedicto có trụ sở ngay bên cạnh đền thờ Thánh Phêrô ngoại thành sẽ có những buổi cử hành trọng thể với các giờ kinh chiều mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều. Cộng đoàn Benedicto trong thời gian qua đã gửi các thiệp mời đến không chỉ từng cá nhân mà còn toàn thể các cộng đoàn tôn giáo bạn. Ngày thứ Tư 25 tháng Giêng, kính lễ Thánh Phaolô trở lại, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, giống như vị tiền nhiệm là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, sẽ cử hành giờ kinh chiều trọng thể kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo lúc 5:30 tại bàn thờ mộ Thánh Phaolô cùng với sự tham dự của các đại diện tất cả các hệ phái Kitô. Trong tự sách ban hành ngày 31 tháng 5 2005 với nhan đề Đền thờ cổ kính, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quy định rằng các buổi cử hành liên quan đến việc cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo sẽ được cử hành tại đền thờ Thánh Phaolô. Cùng với Ủy ban Giáo hoàng hiệp nhất Kitô giáo, Cộng đoàn Thánh Benedicto tại Roma với sự tăng cường của 10 Cộng đoàn Thánh Benedicto khác trên thế giới đã hoạch định nhiều sáng kiến cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Trong buổi chiều ít chung hôm thứ Tư 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo mà trong hơn một thế kỷ qua đã được cử hành hàng năm bởi các giáo hội và các cộng đoàn Kitô. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo đã được khởi sự từ năm 1908 theo sáng kiến của cha Paul Watson và đã được Đức Giáo hoàng thời đó là Đức Thánh cha Pius thứ 10 ủng hộ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích tầm quan trọng của biến cố này trong quá khứ và hiện tại. Ngài nói: Đức tin nơi Chúa Kitô và sự hoán cải nội tâm cả cá nhân lẫn cộng đoàn cần phải luôn được đi kèm với lời cầu nguyện của chúng ta cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã đề cập đến khả năng nhận ra ơn thiên triệu và sự quảng đại đáp trả. Ngài nói: Và vì thế, lời mời gọi theo Chúa Giêsu càng mật thiết hơn, không phải để hình thành nên một gia đình, nhưng là để dâng hiến chính mình cho gia đình giáo hội. Thông thường từ chứng tá hay là lời đề nghị của một người anh thiêng liêng thường là một linh mục. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến vai trò của những bậc làm cha mẹ và các linh mục như những người cha thiêng liêng trong việc hướng dẫn giới trẻ đáp lại quảng đại ơn kêu gọi này bằng cách chấp nhận lời mời gọi của Chúa. Đáp trả này là một sự cho đi hoàn toàn chính mình thể hiện qua việc thay đổi tên Simon thành Phêrô. Cầu xin cho chúng ta giữ cho lòng mình rộng mở đối với thánh ý Chúa cho đời ta. Chúa Nhật tuần qua cũng là ngày thế giới di dân và người tị nạn. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho hàng triệu người không có một nơi được gọi là nhà. Trong buổi tiếp kiến sáng 12 tháng Giêng dành cho chính quyền miền Lazio, thành phố và tỉnh Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi đẩy mạnh tinh thần tiếp đón, tình liên đới và sự tôn trọng luật pháp trong đời sống tại miền này. Hàng trăm vị thuộc hội đồng chính quyền của ba cơ cấu trên đây đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới. Lên tiếng trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả miền Lazio và Roma. Ngài nói: Cuộc khủng hoảng hiện nay do đó có thể là một cơ hội cho toàn thể cộng đồng minh xác rằng các giá trị trên đó, đời sống xã hội được xây dựng, liệu có hình thành nên một xã hội công chính, công bình và hiệp nhất hay không? Hay là chúng ta cần thiết phải thực hiện một thay đổi sâu xa, ngõ hầu tái khám phá các giá trị? Cuộc khủng hoảng này, theo Đức Thánh Cha,
không chỉ liên hệ đến kinh tế, nhưng còn liên quan đến chủ nghĩa cá nhân. Ông Nicola Zingaretti, tỉnh trưởng của Roma, đã đồng ý với Đức Thánh Cha. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã nhanh chóng chuyển hóa thành một cuộc khủng hoảng xã hội, đe dọa làm xuống cấp các mối quan hệ xã hội và các quan hệ giữa người với người. Trong diễn từ của mình, Đức Thánh Cha cũng đã bàn đến vai trò của giáo dục, những giá trị mà trong nhiều thế kỷ qua đã khiến Roma và các vùng lân cận trở nên một ngọn đèn cho thế giới, có thể được dùng để canh tân nền tảng. Trên đó, chúng ta có thể cải thiện tương lai cho tất cả mọi người. Vài nét về giáo hội tại Nam Hàn. Theo thống kê mới nhất vào tháng 7 năm 2011, Nam Hàn hiện có gần 49 triệu dân, trong số đó, người Công giáo chỉ chiếm 6.6% dân số, tức là 3.2 triệu tín hữu. Gần một nửa dân số Nam Hàn là những người không có niềm tin, 23.2% dân số theo Phật giáo và 19.7% theo các hệ phái Tin Lành. Giáo hội tại Nam Hàn gồm 3 tổng giáo phận và 15 giáo phận. Giáo hội Nam Hàn hiện có một vị hồng y đã về hưu, trong đó có 5 vị là tổng giám mục đã về hưu và một vị là sứ thần tòa thánh tại Syria. Trong số hơn 3.300 linh mục, hơn 20% là các linh mục dòng. Giáo hội tại Nam Hàn còn có một số đông đảo các nữ tu lên đến 8.500 chị. Hội đồng giáo hoàng về giáo dân đang nghiên cứu về một đề nghị, theo đó, tiếp sau ngày quốc tế giới trẻ tại Rio de Janeiro, Hán Thành có thể được chọn làm nơi đăng cai ngày quốc tế giới trẻ 2015, xét vì con số đông đảo lên đến 1.500 người gia nhập giáo hội mỗi năm. Nhiều thành phố trên thế giới đang xin đăng cai ngày quốc tế giới trẻ năm 2015. Còn hơn một năm nữa mới tới ngày quốc tế giới trẻ tại Rio de Janeiro. Tuy nhiên, nhiều thành phố trên thế giới đã lần lượt bày tỏ ước vọng được cho đăng cai ngày quốc tế giới trẻ năm 2015. Ứng viên nặng ký nhất là thành phố Cracovia của Ba Lan, quê hương của chân tước giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Đức Hồng Y Stanilo Nizwi, người từng là bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng và hiện là tổng giám mục Cracovia, đã bày tỏ ước mong là thành phố này được chọn tổ chức ngày quốc tế giới trẻ nhân dịp 10 năm ngày Đức Cố Giáo Hoàng qua đi. Nếu thành phố này được chọn thì đây là lần thứ hai Ba Lan được chọn là nơi tổ chức ngày quốc tế giới trẻ. Lần đầu tiên đã diễn ra năm 1991 tại Częstochowa. London là thành phố thứ hai muốn đăng cai ngày quốc tế giới trẻ năm 2015. Gần đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã sang thăm Anh Quốc vào tháng 9 năm 2010. Nhiều người dân Anh đang mong muốn thấy Ngài trở lại thăm quê hương của họ. Hán Thành là thành phố thứ ba đã thỉnh cầu Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân cho thành phố này được là nơi tụ tập của các bạn trẻ. Các giáo hội tại Á Châu rất mong muốn Tòa Thánh xem xét tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Á Châu lần thứ hai. Tôi cũng nên nhắc lại, năm 1995, hơn 4 triệu bạn trẻ đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Manila. Hán Thành là thành phố được xem là có rất nhiều triển vọng xem xét vì con số tương tòng hàng năm tại nước này lên đến hơn 150.000 người. Các nước khác cũng đang vận động đăng cai Ngày Quốc tế Giới Trẻ là Ấn Độ, Latvia và Peru. Cả hai nước Phi Châu là Cameroon và Angola cũng xin được đăng cai. Tòa Thánh kêu gọi trả tự do cho 9 giáo sĩ Trung Hoa đang bị cầm tù. Đức Tổng Giám mục Saviro Hàn Đại Huy, người Hương Cảng, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo đã kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho 9 vị giám mục và linh mục Công giáo đang bị giam giữ. Ngài nói rằng, việc tiếp tục giam cầm những tu sĩ này làm tổn thương hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế. Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã Asia News có trụ sở tại Rome, trong một bài được đăng tải vào hôm thứ Ba, 17 tháng Giêng. Đức Cha Huy đã yêu cầu công chúng cầu nguyện cho những vị giám mục và linh mục bị giam giữ, cũng như kêu gọi trả tự do cho những vị này.
Ông nói, nếu chín tu sĩ này đã làm điều gì sai trái, nhà nước cần phải đem ra tòa xét xử thay vì giam vào ngục hay cô lập họ. Thông tấn xã Catholic News Service nói 8 trong số những giáo sĩ bị bắt giữ thuộc giáo hội hầm trú không được chính phủ Trung Quốc công nhận. Đền thánh kính Đức Mẹ lớn nhất trên thế giới đón tiếp 10 triệu du khách trong năm qua. Có nhiều đền thánh kính Đức Mẹ trên thế giới, nhưng đền thánh lớn nhất là đền kính Đức Mẹ tại Aparecida, tọa lạc giữa Sao Paulo và Rio de Janeiro. Mỗi năm đã có hàng triệu tín hữu đến kính Đức Mẹ. Trong năm qua, con số hành hương đã lên đến hơn 10 triệu. Tháng đông nhất là tháng 10, tháng Mân Côi với hơn 1.2 triệu người. Vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái, nhân ngày toàn quốc hành hương của giới trẻ, hơn 200.000 bạn trẻ đang quây quần chung quanh Đức Mẹ Aparecida. Lịch sử của đền thánh này khởi sự từ năm 1717. Theo truyền thuyết, thì các ngư phủ trong vùng đã khó khăn vất vả mà không được gì. Sau đó, họ bất ngờ kéo lên được một tượng Đức Mẹ. Rồi thì các mẹ sau đó đều đầy cá. Các ngư phủ đã xây một nhà nguyện nhỏ để tạ ơn Đức Mẹ. Đấng vài năm sau đó được tôn phong là nữ vương bổn mạng nước Ba Tây. Năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến viếng thăm đền thánh này. Hội đồng Giáo hoàng và gia đình đã hoạt động không ngừng cho Ngày Quốc tế Gia đình sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 cho tới 3 tháng 6 tới đây tại Milan. Biến cố này thường được xem là Ngày Quốc tế Giới trẻ của các gia đình. Thật vậy, vào năm 2006, 1 triệu người đã tham dự Ngày Quốc tế Gia đình tại Valencia ở Tây Ban Nha. Những tham dự viên có thể ghi danh tại website www.family2012.com cho đến hạn chót là 30 tháng 3 tới đây. Tại địa chỉ này có rất nhiều tài liệu về gia đình do Tổng giáo phận Milan soạn thảo nhằm giúp các đôi vợ chồng giải quyết các mâu thuẫn thường thấy trong đời sống gia đình. Đức Hồng Y Ennio Antonelli là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình cho biết thêm. Hội đồng Giáo hoàng đang đưa ra những bài giáo lý để chuẩn bị cho các gia đình. Các bài giáo lý này được dịch ra nhiều ngôn ngữ, không chỉ có những ngôn ngữ chính thức của Vatican, mà còn có cả những ngôn thức phức tạp như tiếng Trung Hoa và Ả Rập. Đức Hồng Y cho biết, Hội đồng Giáo hoàng về gia đình cũng đang chuẩn bị một cuộc hội thảo, trong đó bàn đến các linh đài cho các cặp vợ chồng, và lý do tại sao cần thiết là các cặp vợ chồng phải dành một thời lượng đáng kể với con cái mình. Chủ đề của Ngày Quốc tế Gia đình năm nay là tìm kiếm sự quân bình giữa công ăn việc làm, gia đình và thời gian nghỉ ngơi. Đây là những vấn đề rõ ràng tất cả các gia đình từ nông thôn đến thành thị đều phải đương đầu. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican tuần này đến đây là hết. Trước thềm năm mới Nhâm Thìn, xin kính chúc quý vị và toàn gia quyến một năm mới Nhâm Thìn dồi dào, thánh ân, phước lộc, thọ khang ninh, một năm thành công, hạnh phúc và thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát hình tới. Laudato Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.